mạnh hơn cả tôi. Đó là một điều tôi chưa thể tưởng tượng ra. Và thật sự là cảm giác của tôi giờ đang rất hạnh phúc. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã làm tôi bối rối, nhưng bây giờ là cảm xúc choáng ngợp. Xin chúc mừng Hà Linh. Tất nhiên là thưa ba vị huấn luyện viên, ba vị huấn luyện viên có thể có đôi lời trước khi cô gái của chúng tôi quyết định đi cùng với ai? Tôi nghĩ không có lý do gì tôi lại không cướp một thí sinh như vậy về đội của mình. Vì tỷ lệ nữ của đội tôi còn yếu hơn 30%. Tôi không biết là Hà Linh có để bụng cái việc là tôi không bấm Hà Linh ở lần trước hay không. Nhưng cái lần này bấm thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tin tưởng được. Vâng, lần này thì chúng tôi thấy anh cũng bối rối ạ. Và xin mời huấn luyện viên Mỹ Linh và huấn luyện viên Hồng Nhung ạ. Tiếng nói thì bảo là tin tưởng, nhưng mà chính Phan Anh cũng phát hiện ra là giọng là không tin tưởng lắm. Không hiểu tại sao anh không bấm ngay từ vòng đầu là chỉ có mỗi Hồng Nhung. Nhớ là khi mà bạn Hà Linh hát thì chỉ có hai người quay lại thôi. Còn bây giờ anh Trung cứu là bởi vì tỷ lệ nữ của anh còn có 30%. Vì thế cho nên anh cũng muốn thêm nữ, chứng tỏ là anh thu hút đàn ông hơn nhiều là phụ nữ. Với giọng ca của Hà Linh, bạn có cái mà người ta gọi là chất lượng sao, star quality. Hình như là bạn vẫn còn đang tiếp tục trên con đường tìm thấy mình. Bởi vì nếu bạn tìm thấy mình rồi thì Hồng Nhung chắc chắn 100% là bạn phải hay hơn thế này nhiều lắm. Nếu mà bạn muốn cho Hồng Nhung cứu bạn và trở đến với đội của Hồng Nhung thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm với nhau đó là chúng ta sẽ thiền, sẽ yoga và chúng ta sẽ tìm lại mình. Nói rất nhiều nhưng chẳng liên quan gì đến âm nhạc. Em Hà Linh nói ở trong người ta đi một. Tìm lại cảm hứng chứ không phải là đó, tìm đó, lại chính thì... mình. Không, nhưng cái cảm hứng đó phải tìm được chính mình thì mới có cảm hứng thật. Và cho nên cái điều mà Hồng Nhung nói là hoàn toàn liên quan. Tôi nghĩ là nếu mà trong cái cuộc thi này có một cái nhiệt kế để đo độ đanh đá thì anh Quốc Trung bây giờ càng ngày độ càng lên cao. Tức là sau cuộc thi thì là anh bỏ nhiều sức quá thì là cơ thể thì anh gầy lại, nhưng mà độ đanh đá thì anh lại tăng lên. Nên là anh cũng nên tham gia vào lớp thiền của chị Hồng Nhung. Nghĩa là hai anh chị đi thiền, còn để lại Hà Linh cho Mỹ Linh ạ. Với Hà Linh thì chị muốn sửa lại cái sai lầm của chị trong lần trước. Chị đã nhận ra giọng hát của em chị thật là không tinh tường. Chị chỉ muốn nói rằng chị rất là yêu quý và trân trọng giọng hát cũng như là con người của em. Và anh Đàm Vĩnh Hưng vừa nhận xét cái câu mà của cái chị nào nói ấy, thì chị xin chứng thực là của chị này ạ. Như vậy là các huấn luyện viên đã lên tiếng và bây giờ bạn là người có quyền quyết định. Xin mời ca sĩ Hà Linh. Đây là lần đầu tiên em được làm việc cùng với anh Hưng. Và em cảm thấy là anh như là một người anh lớn, đáng quý. Và một cái từ mà em bắt chước anh, em nói lại là anh rất cute. Khi mà chia tay anh thì em cảm thấy rất là giống như là xa một người thân. Và em hy vọng là em vẫn ở lại đây, vẫn nhìn thấy anh ở trên ghế huấn luyện viên và vẫn được hát. Và tiếp theo đấy thì anh em mình vẫn có thể gặp nhau ở những chỗ xa hơn. Bất kể lúc nào khi em cảm thấy bên kia hay bất kỳ anh chị nào mà làm khó khăn quá, cứ chạy về với anh nhá, an ủi em. Rồi lại đi. Anh nói thế chả hóa ra là anh dọa chúng tôi à? Và bây giờ chúng tôi đang rất hồi hộp chờ đợi quyết định của bạn. Bạn sẽ về cùng với ai? Chưa hứa làm đĩa một năm, hai năm rồi chưa làm cho nên không tin được. Hai chị là hai người mà cùng với chị Lam và chị Hà là hai người mà em thần tượng nhất. Nhưng mà lần trước thì em đã lỡ hẹn với chị Nhung. Và lần này em muốn được cùng với chị được yêu lạ. Xin chúc mừng huấn luyện viên Hồng Nhung.
có thêm thí sinh mới. Khi mà thấy ba anh chị đều chạy ra bấm đi cái nút đấy thì mình cảm thấy cái sự bùng nổ hạnh phúc ở trong mình, giống như là một cái sự công nhận của các anh chị dành cho Linh, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Khi mà chọn chị Hồng Nhung, Linh biết là chị Nhung rất là yêu quý Linh và hy vọng là khi về đến vợ Hồng Nhung thì Linh có thể tập yoga cùng chị, tìm lại được mình. Đêm thi thứ hai của vòng đối đầu đặc sắc này cùng những thứ vị đầy cảm xúc. Và đây là tình hình hiện nay của các đội. Huấn luyện viên Mỹ Linh tiếp tục lựa chọn hai phương án an toàn là Nhật Thu và Dương Hoàng Yến. Huấn luyện viên Quốc Cường đã chọn trận đấu anh vũ để cùng mình tiến vào vòng đo ván. Và mặc dù rất đau lòng khi đối thủ tay Hà Linh, nhưng huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng vẫn mạo hiểm lựa chọn Thân Hải. Đội huấn luyện viên Hồng Nhung chọn đưa Lưu Thanh Thanh vào vòng trong, đồng thời đón chào một thành viên mới là Phạm Hà Linh. Khán giả có thể xem lại phần trình diễn của các thí sinh bằng cách truy cập vào website giọnghatviet.vtv.vn, tham gia bình chọn cho bài hát bạn yêu thích nhất để có cơ hội nhận được một phiếu quà trị giá 15 triệu đồng từ Trung tâm Thế giới Di động và một điện thoại Nokia Lumia 920 của nhà tài trợ chính Nokia Việt Nam. Tuần sau, vòng đối đầu sẽ trở lại với nhiều bất ngờ và kịch tính. Và quyết định cuối cùng, người thắng cuộc sẽ đến tiếp với team Hồng Nhung. Một đêm thi bùng nổ với những tài năng. Đêm thi của những chồng thách. Hãy cùng chờ đón tập 3 của vòng đối đầu sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2013 trên kênh VTV3.